Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái ứng dụng trên Lux nhé. Thì mình sẽ vào cái Approval. Đây là mình đã ghim tính năng đến đây rồi. Nếu mà không thấy thì mình sẽ vào cái không gian đây. Mình sẽ tìm cái là Approval đây nhé. Đây, mình sẽ nhấn vào đây. Rồi, khi mà nhấn vào đây thì nó sẽ nhảy ra cho ra cái trang vận hành của Approval. Thì mình sẽ có một số cái phân mục ở đây, danh mục đây này. Đây. Mọi người vào ấy, thì mọi người vào cái mục vận hành nhé. Đây vận hành hiện tại đang có hai cái phiếu là phiếu chuyển hàng V1 và phiếu chuyển hàng. Thì mình sẽ sử dụng cái phiếu chuyển hàng V1 này. Rồi nếu mà dùng nhiều thì nó sẽ hiển thị lên đây cho chúng ta. Bây giờ mình sẽ vào cái phiếu chuyển hàng V1 này. Rồi thì đây là cái giao diện của phiếu nhá. Đây là mình tạo mới phiếu thì mình sẽ thêm phân loại ở đây. Thì nó sẽ có một số phân loại ở đây mọi người sẽ nhập vào. Lưu ý là cái dấu sao này tức là bắt buộc điền nhá. Cái nào không có dấu sao thì mình có thể bỏ qua. Hoặc là có thể nhập vào cũng được. Rồi, mình sẽ thêm. Ví dụ như luân chuyển đến các chi nhánh này. Mình chọn ở đây. Rồi mình chọn ca của mình. Ví dụ ca sáng đi. Ok, bây giờ mình luân chuyển đến các chi nhánh luôn. Thì mình chọn là chi nhánh, giao đến chi nhánh nào. Ví dụ chi nhánh 3 đi. Rồi, chi nhánh nhận này. Đây, chi nhánh 3 giao. Thì chi nhánh giao chi nhánh 1. Đây, chi nhánh giao là chi nhánh của mình nhé. Rồi, bây giờ mình chọn sản phẩm. Thì đây. Mình sẽ để ví dụ như sản phẩm thịt heo quay này. Rồi đơn vị tính nhập vào đây. Rồi số lượng, mình sẽ nhập số lượng vào đây nhé. Tiếp theo, chỗ này là ghi chú này. Mình có thể nhập ghi chú vào đây. Test. Rồi ví dụ như nó là hai cái này là cùng ấy đúng không? Hai cái này là cùng nội dung thì mình có thể duplicate ra. Đấy. Duplicate này. Rồi mình sửa lại mấy cái này là được. Ok. Rồi sửa lại số lượng nha. Đấy, nếu mà thêm thì mình có thể thêm ở đây cũng được. Ok, mình xóa này đi. Rồi, thì đây là tổng số lượng nó hiện ra. Mình cộng hết cái đống này vào. Bây giờ mình có thể thêm ghi chú ở tổng đây nữa. Test phiếu. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn là người nhận nhá. Mình có thể chủ động chọn người nhận đây. Ví dụ như mình chọn cho chi nhánh 1 này. Đây. Xác nhận. Rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ nhấn gửi nhá. Rồi. Vậy là cái phiếu của mình đang được xét duyệt. Đây, đang được xét duyệt bởi ai đây? Bởi Rin nha. Ok, nó đang ở bước này này, mình có thể theo dõi chủ động ở đây. Hoặc là sau này nó sẽ có một cái thông báo đến con bot này cho mình, nó sẽ báo cho mình. Đây này.